đó là những tình huống. Cú trái. Bóng đi ra ngoài, đó là cú thuận tay vắt mang tốt. Lỗi đánh bóng hỏng của Huyền Trùng mới có thể giữ được có hai. Với tình huống trái tay dọc. Đó là một tình. Bóng đi ra ngoài.
những pha đổi hướng tấn công thuận. Bóng đã đi ra ngoài. Bỏ nhỏ quá hay. Cuối cùng thì game đấu dài dặc. Đàn đã tấn công quá tốt. Đó là một cú thuận tay. Điểm số tốt. Rất chính xác. Tình huống chơi trên lưới chủ. Quá dễ dàng để cho. Cú smart thành công của Huyền Trung. Thì anh cũng đang thể hiện được phong độ tốt khi đang thi đấu ngang ngửa với Rafael Nadal. Một tình huống tấn công tốt của Nadal. Và bây giờ sẽ là và như vậy bóng không qua lưới. Bóng đã đi ra ngoài.